Dương Mai chiếc trà bông xin chào cả nhà nha. Và đây là xin giới thiệu với cả nhà dảo siêu bông của em về hàng mới nha. Cây rất là xum xê luôn cả nhà ơi, hàng mới về cây rất là đẹp luôn nha. Rồi em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Cây này nó đang tạo nụ rất là nhiều luôn nha, nụ đang làm nụ kim rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là cái hoa này nó là siêu nụ siêu bông nha cả nhà. Đây em sẽ cây rất là sung luôn nha, cây rất là sung, cái tán nó cũng rất là tròn. Thì cây cao chắc tầm khoảng 2 tấc rưỡi đi lên nha, 2 tấc rưỡi 3 tấc luôn cũng có luôn. Rồi đây em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Rồi về hàng mới nha cả nhà ơi. Thì cái lô này em bán là chỉ 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây chỉ 250.000 một cặp thôi nha cả nhà, siêu bông nha, cây rất là khỏe luôn và đang làm nụ kim rất là nhiều nha. Xin mời cả nhà vào xem và ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha.